Dạ vâng, em lại xin kính chào tất cả cô chú, quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đến với kênh Ichimoku Trịnh Phát và đến với cái video của em Lệ. Anh chị nhà đầu tư đang xem thì có thể để lại cho em Lệ những cái nút like, nút đăng ký kênh và thả những trái tim ở phần bình luận để giúp cho cái video này được quý anh chị biết đến hơn và giúp cho em Lệ có thêm động lực ra thêm nhiều cái video cho quý anh chị nhà đầu tư. Và em Lệ sẽ đánh giá phiên giao dịch ngày hôm nay cũng như là chúng ta sẽ nhận xét cái các bước và hành động cho chúng ta trong cái giao dịch sắp tới. Thì ngày hôm nay VN-Index ở chúng ta đóng nến ở quanh cái mốc 1239, giảm 12,45 điểm, tương đương 0,99%. Thì thật ra phiên giao dịch ngày hôm nay là cái kết quả của chúng ta cũng đưa ra một cái kịch bản khá là chi tiết về cả kịch bản tích cực và kịch bản tiêu cực. Và đến hiện tại thì VN-Index của chúng ta lại lựa chọn theo cái kịch bản tiêu cực, đó là quay trở lại test cái mốc 1245, sau đó thì thủng mất. Thì thật ra để mà chúng ta đánh giá phiên giao dịch hôm nay có xấu hay không và có cơ hội nào cho anh chị nhà đầu tư hay không, thì thật ra cái góc nhìn và cái đánh giá của em Lệ nó vẫn chưa thay đổi. Nên là anh chị nhà đầu tư có đang giao dịch trong giai đoạn này thì anh chị có thể yên tâm hơn. Và em Lệ liên tục chia sẻ cho quý anh chị nhà đầu tư về cập nhật tình hình và thị trường. Chúng ta thấy phiên giao dịch ngày hôm nay VN-Index quay trở lại test mốc 1245. Thật ra thì cái hỗ trợ này nó sẽ không còn cứng cho lần thứ hai nữa và nó đang quay về cái mốc 1236. Nhưng mà VN-Index ngày hôm nay chỉ đóng đến mùng 1239 và anh chị để ý rằng là phiên giao dịch ngày mai VN-Index vẫn có khả năng nhũng thêm. Thì chúng ta sẽ nhìn ở cái khung H1, em Lệ đã có vé và chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư ở trên livestream cũng như là ở trong room cộng đồng. Thì đối với VN-Index của chúng ta ngày hôm nay đã có hình thành một cái phân kỳ ở trong khung H1 và em lại đánh giá cao là phiên giao dịch ngày mai VN-Index sẽ cố gắng nhúng thêm một nhịp nữa để rũ bỏ số lượng nhà đầu tư. Và đặc biệt anh chị để ý trong phiên giao dịch ngày hôm nay, mặc dù là thị trường chúng ta giảm điểm, tuy nhiên chúng ta thấy cái mức thanh khoản nó chỉ cao hơn so với các phiên giao dịch gần đây thôi. Nó không có quá mạnh mẽ cũng như cái lực bán của nó không có thật sự dồn dập, mà nó chỉ tập trung chủ yếu ở các mã cổ phiếu trụ, các mã cổ phiếu của nhóm VN30. Thì chúng ta nhìn về cái biến động là sẽ thấy rõ nhất về cái sự việc này. Anh chị thấy được các mã cổ phiếu tác động đến chỉ số của VN-Index, đặc biệt là Vietcombank, Vinhome, GAS, VIX, FPT, BID, Vinamilk và Masan. Đây là những cái mã cổ phiếu tác động đến chiều giảm và đặc biệt là nó có tác động khá là lớn. Còn các mã cổ phiếu khác thì dường như là cũng có một cái mức giảm điểm em lại đánh giá là không có quá lớn. Và các mã cổ phiếu mà em lại có chia sẻ cho quý anh chị nhà đầu tư trong cái giai đoạn trước thì đa phần thì đều loanh quanh cái vùng giá vốn. Và chúng ta thấy được là khi mà chúng ta lựa chọn các mã cổ phiếu thì may mắn một chút là đối với các mã cổ phiếu em lại chia sẻ cho quý anh chị nhà đầu tư thì chưa có mã cổ phiếu nào là quá xấu hay là vi phạm những cái điểm cắt lỗ. Đặc biệt là chúng ta có mã cổ phiếu Đạt Phương đã chia sẻ về một mã cổ phiếu T cộng. Nhưng mà đối với Đạt Phương giai đoạn này em lại vẫn kỳ vọng nhiều hơn trong cái giai đoạn sắp tới. Nên anh chị cố gắng tiếp tục nắm giữ đối với mã cổ phiếu Đạt Phương này. Và ngoài ra chúng ta có thêm GVR. GVR em lại phím cho quý anh chị nhà đầu tư loanh quanh cái vùng giá 34 này. Thật ra thì đối với GVR anh chị nắm giữ tiếp nha. Đối với mã cổ phiếu này chưa có vi phạm và chúng ta thấy gần như là thị trường dao động nhiều nhưng các mã cổ phiếu của chúng ta mua nó lại không có nhiều biến động. DCM, một mã cổ phiếu có chia sẻ và cũng có một cái áp lực bán giao dịch ngày hôm nay là 1,7%. Nhưng mà đối với góc nhìn của em Lệ thì DCM ngày hôm nay giảm như vậy là còn nhẹ so với thị trường chung. Nên là anh chị có thể là chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ và không sợ đối với DCM anh chị ha. TNG thì chúng ta có mua quanh vùng giá 26 thì chúng ta đã giải ngân một ít và hiện tại nó đang quay trở về vùng hỗ trợ quanh vùng giá 25 thì anh chị nhà đầu tư có thể tham gia một nhịp để chúng ta đánh lướt T0 để chúng ta ra hàng quanh vùng giá 25 là để cái mốc mà anh chị có thể lưu ý được. Thì thật ra là nếu mà phiên ngày mai mà còn nhúng thêm thì anh chị vẫn có thể tham gia mở mua được. Thì đây là mã cổ phiếu yếu nhất ở trong các mã cổ phiếu em lại chia sẻ cho quý anh chị nhà đầu tư. Nhưng mà nó vẫn nằm trong cái kế hoạch và đúng với cái kỳ vọng giải ngân của em Lệ. Nó vẫn quay về được vùng giá 25 để anh chị có thể tham gia mở mua thêm. Ngoài ra sáng ngày hôm nay thì em Lệ có làm một cái video cho quý anh chị nhà đầu tư. Đây, VN-Index phá cố này, chúng ta có mã cổ phiếu Vinamilk, GAS và Masan. Thì các mã cổ phiếu sáng ngày hôm chiều ngày hôm nay thì dường như là đá về những cái vùng hỗ trợ, chỉ còn Vinamilk là chúng ta vẫn còn đang chờ đợi vậy chưa về được điểm mua thôi. Còn lại thì
GAS này đã bắt đầu về được điểm mua để anh chị có thể tham gia mua vào, hoặc là mã cổ phiếu Masan là mã cổ phiếu cũng về được cái vùng hỗ trợ. Thì thật ra đối với các mã cổ phiếu của nhóm VN30 em lại đang đánh giá cho những anh chị nhà đầu tư chúng ta đánh dài. Và thật ra thì ngày hôm nay đã về được đúng với những cái điểm mua và cái kỳ vọng của chúng ta rồi, nên là anh chị có thể là chú ý và tham gia vào anh chị ha. Ok, thì đấy là những cái chia sẻ ngắn về thị trường. Và em lại vẫn còn một cái buổi live stream tối ngày hôm nay vào lúc 10 giờ trên kênh Ichimoku Trịnh Phát, để em lại có thể chia sẻ cho anh chị nhiều hơn cái góc nhìn, cũng như anh chị nhà đầu tư nào đang còn kẹt hàng hay là có vấn đề thắc mắc gì về thị trường cổ phiếu thì có thể comment hoặc là thả những trái tim, những cái góc nhìn của quý anh chị nhà đầu tư vào buổi live stream tối ngày hôm nay của em lại anh chị nhé. Ok, xin chúc quý anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân, và hẹn gặp lại quý anh chị những cái buổi live stream cũng như cái video tiếp theo. Và anh chị nhớ like và ủng hộ em Lệ, hoặc là anh chị yêu quý thì có thể về với đội của em Lệ bằng cách là mở một tài khoản chứng khoán tại SSI, hoặc anh chị có tài khoản SSI rồi thì anh chị chuyển ID về em Lệ nhé. Và cũng như là thấy em Lệ yêu quý em Lệ, hoặc là em Lệ tư vấn ok thì anh chị nhớ về với đội em Lệ và ủng hộ em Lệ ở bên SSI với ID là Y550024 anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Bye bye.